học sinh giỏi của lớp 12 AB4 lên bên trên để nhận thưởng. Đinh Thị Mỹ Linh, Phan Thị Thúy Kiều, Vương Hải Ly Na, Lê Yến Như, Trương Thị Mỹ Diễm, Nguyễn Trương Phúc Lâm, Phan Ngọc Huy, Nguyễn Trần Nhật Huy, Huỳnh Minh Chiến, Đỗ Thị Mỹ Trúc, Phạm Bảo Hân, Nguyễn Châu My, Phạm Trần Phú Dũng, Lý Huỳnh Viễn Hương, Nguyễn Thanh Tân, Trương Thị Yến Vy, Đỗ Thành Tiến, Huỳnh Đào Phương Anh và Cao Thị Hậu. Xin mời thầy Trịnh Minh Đẳng và ông Phạm Hồng Phúc lên trao thưởng cho các em. Hello, mời các em học sinh giỏi của lớp 12B5 chúng ta di chuyển lên phía bên trên cánh gà này. Xin nhắc lại, xin mời 20 em học sinh giỏi của lớp 12B5 ngay lúc bây giờ chúng ta di chuyển lên bên trên cánh gà để chúng ta lên sân khấu nhanh. Thầy cô em khách lên trao chứ không quanh nhưng mà